Này, tình Kenny đi chơi đi. Đi, đi luôn. Dạ. Này, làm giỏi rồi. Tầm nắng nắng rồi. Cởi tay. Đi. Này, né ra. Này, bọn mày né ra thì có ấy. Đúng rồi. Né không? Quang. Xin mời hết cả. Đi theo tôi. Ôi mọi người làm gì ấy? Tôi cho vui mà. Các cậu rảnh quá nhở? Gì đây? Chuyện gì đấy Kenny? Cô bé Hà Phong đang còn Ruby. Hả? Được rồi, để tớ. Ê, đại bơi, đi bơi. Còn các cậu nữa, con đi đi. Mày ơi, tao bị là Superman đánh đau quá. Mày nghĩ mình bị đau à? Tao bị thằng sinh viên Cam đánh, có kém gì mày đâu. Thôi, về. Hả? À, cái gì mà về à? Trở về à? Nó đang đi cùng Body Girl, động vào mệt cười lắm. Sợ cái gì? Mày chúng đi bắt quay phải đúng không? À, tao cách rồi. Cách gì đây? Đi thì mày không biết. Vâng quá. Đi, không biết lũ zombie này từ đâu mà ra. Ôi, nhiều quá. Tôi cũng không biết nữa, tôi phải báo động ở quanh đây thôi. Có chuyện gì vậy Kenny? Lại có zombie ở khu C rồi, chúng ta hãy mau đến đấy thôi. Đi. Mì, hả? Bắt. Chia nhau ra thôi, cứ mãi thế này không được đâu. Ừ, tớ cũng như vậy, chia thôi. Chúng ta xong rồi. À, Kenny, đi giúp. Vân Nam, Apple, làm tất cả công việc của chúng tôi gây ra, không ra tôi được. Đi. Mày chạy đi đâu? Superman, nhân, sao mày chặn đường tao? Sao nữa? Mày là ngu à? Chính chúng mày tạo ra lũ zombie, đúng không? Không chúng nói còn ai nữa? Im về tao nói. Ờ, thì làm sao? Đúng rồi, thì làm sao? Sao? Sao nữa? Lên! Mày
Cô chuyện gì vậy? Các cậu nói đi. Nắng nóng, tớ mệt lắm rồi. Cái gì? Bọn chúng đã tạo ra zombie, đúng không? Im. Đúng rồi đấy. Chính là bọn chúng tạo ra zombie. Anh em làm gì đâu thế? Venom, Deadpool. Tớ không nghĩ các cậu có thể nghịch dại như vậy. Cái gì? Thế gì á? Trêu này. Trêu à? Các cậu có biết lũ zombie có thể làm hại người dân hay không? Bọn zombie không hề có ý thức, nó có thể tấn công người dân bất cứ lúc nào. Các cậu hiểu không? Hiểu không? Tôi hiểu rồi. Sau tôi sẽ không dám nghịch như thế đâu. Thôi được rồi, các cậu về căn cứ chịu rồi đi. Chơi mày.